Cả nhà thấy không, Hải nó không tin mình. Đây, cả nhà nhìn nè, con nào con nấy mình chọi Hải, Hải nó cũng xỉu luôn mọi người. Mọi người thấy không, tức ghê chưa? Cứ cãi mình hoài à, cứ cãi chị Hằng hoài luôn à. Rồi bây giờ làm sao, bây giờ làm sao, bắt ốc. Thôi, giờ bắt đi qua. Bây giờ để... sao giờ? Cái thùng nè. Đây cả nhà, lo mà ăn nè, trứng này ha, Hải ha. Hải chiên với cãi mình luôn á mọi người. Đâu cãi mình. Cái này hiền. Mình trừ lương nha, mình trừ lương là được rồi đó. Không mọi người, mình hiền lắm, mọi người thằng chị Hằng dữ vô lắm, giờ thấy đó, mình hiền thì chết. Không hề hung dữ, chị Hằng không hề hung dữ. Nha. Ủa nãy giờ em có nói tới hung dữ đâu. Chị khai nha. Ôi giùm cửa, giùm cửa. Hải. Nè hơi nhiều nha mọi người. Đây nè. Cái tàu này thôi là cũng dư sức hai đứa mình ăn rồi đó. Ủa, con ốc tổ bố nè Hải ơi. Đây bụng luôn rồi. Thằng biết tại sao mấy cái chỗ thằng mất nãy giờ nó không có ốc rồi đó. Biết tại sao không? Tại vì người ta thả vịt đó cả nhà. Vịt nó ăn ốc hết phải không Hải? Đúng rồi, vịt nó ăn ốc. Ta bắt ốc cho nó ăn đó mày. Mình lượt nha, con nào bự mình lấy nha. Tại chỗ này ốc nhiều quá nên mình phải lượt lại. Nhưng mọi người, nãy ít ốc với con nào cũng lụm vô, đây có ốc nhiều, cái chén cá trộn canh về hả mọi người. Nè, tặng Hải. Mình phải lựa nha cả nhà. Con ốc này nó ngộ vậy ta. Vàng cái gì đó. Vàng đâu, ốc không vàng đâu, mà thành hình con ốc quắn. Lai sao? Vậy là hai con thôi là, con này bụi quá, con này bụi quá. Dạ. Đâu? Đi rồi. Mua đi rồi, tại chị cầm này chị buông ra thì gớt ốc. Mày gì chết rồi, chịu lên nha, chịu lên chị hả? Dạ, bữa nay chị quyết tâm chị bắt ốc, chứ không có bắt cua hay cá rô kiến. Thôi, đừng lên. Không có lương gì. Đừng lên. Đứng đây có nào ốc đeo mình đó. Hải. Chị khỏi đi đâu xa. Ui, trời ơi, đổ mẹ luôn. Rồi thằng quả nó già chị Hằng bắt nữa nè. Giờ thấy không? Hơi tối xíu. Đang ngập nắng rồi. Đúng rồi. Cái lá này rất ngon. Ủa, thấy. Liên quan gì em? Cái thùng chị nhờ con giữ. Liên quan. Thôi quánh sao được. Cameraman bất tử mà. Cầm máy còn bất tử nha. Trời ơi, đánh sao được.
bạch tỷ, ok. Đây tép nhiều quá mọi người, bù nó nghĩa chân mình quá thận. Đây đặt đặt là tép rồi vô tư nóng. Nói ngày mai lật đi nào. Trời ơi. Ơi, không có bỏ qua. Phải khó mà. Ra phải đi gan cám rồi lấy sắc mắm á mọi người. Để vô trộn lên. Làm biến cái khúc mà trộn ma trộn mắm vô cám á. Nhớ được rồi, nhiều lắm rồi. Này hai chị em mình ăn là dư sức luôn á. Ôi ôi ơi, mọi người ơi, mọi người có thấy cái gì không? Mong là mọi người thấy nha, tại ở đây thù thì mình chả thấy gì hết. Lấy vô, lấy vô. Ừ. Mình chưa thấy không? Thấy rồi, thấy rồi. Nãy em bị cá hay không? Chị nói cái chỗ này là có ốc, cưng cứ cãi cãi cãi. Thôi thôi. Cứ nhậu thổi nha. Cái gì? Cái gì? Vậy thôi, đang hát không nè. Rồi, tại ốc nhiều quá thôi mấy con nhỏ này ổ hàng bên đi. Nhìn vô ha. Cái này còn ở trên cao quá, chưa có bu. Thôi bây giờ mình đi về chế biến thôi cả nhà ơi. Sẵn mình ngâm nước ở đây luôn đi. Giờ mình cắt ớt vô. Bây giờ mình rửa lại. Thôi thì hồi nãy mấy chị em mình, hai chị em mình có đi bắt được một ít ớt quắn á cả nhà. Đây thì nãy giờ mình ngâm cái gì, mình cắt ớt cho mình ngâm rồi mình có chế nước cơm á, nước vô gạo vô cả nhà, chắc cũng nhả đất nãy giờ cũng 2 tiếng đồng hồ. Ớt đợt này con bưởi không mình. Ồ nãy giờ hãy cắt ớt vô này cả nhà. Cái này cắt này... cắt búa. Cắt gì nó ra nữa. Không, nãy anh đập ớt cho cái này. Đập cho con dầu nó cho. Thôi tính nói ốc tiết. Cái gùi xả gì cắt như nãy văng vô. Ốc này mọi người nghĩ coi Hằng nên làm cái món gì ngon cả nhà. Lâu lắm rồi mình chưa ăn ốc luộc. Hôm nay mình là ốc luộc xả nha cả nhà ơi. Chứ sao á mọi người có đi bắt á mọi người, giờ mọi người comment dưới và comment là tiếp tục mình chị em mình làm gì ăn nha, chứ ăn ốc luộc rồi cũng ngán nha mọi người. Thôi em ơi, ốc luộc nữa. Nếu mà ăn chưa đã nhà em ơi đi bắt ăn nữa. Ăn chắc cũng ngán luôn rồi. Mọi người thấy món nào ngon mọi người comment xuống cho hai chị em mình biết nha. Mọi người thấy là tôm hùm Alaska rồi cua biển. Cái đó chị Hằng rồi, chị Hằng chạy luôn. Đợt này ốc bự quá hả? Đúng rồi, ốc này bự nè. Ừ. Không mình sạch ha, thấy sạch lắm luôn. Không nè, ốc nó đeo trên nó mấy dừa. Cái lá dừa ở dưới mà đắt hả? Ốc mà người ta cào á, ốc ta cào chắc đắt lắm á. Xịn không mà. Ừ. Ta cào của người ta phàn xe qua chứ đâu phải như mình đâu. Mình về mình cắt ớt vô rồi mình ép nước vô gạo nữa. Chứ là người ta chứ là người ta cào á, nó đỡ tính sức hay là người ta đi kiếm từng con trên cây. Nhanh hơn. Nhanh hơn. Ôi chị thấy cũng cực á, nó cào vô cái xịn nó cũng dính nhiều lắm, nó phải vũ nữa. Cái nhà sạch bon luôn nè. Sạch lắm nha mọi người. Từng con luôn. Trắng xíu quá luôn. Nè, không còn một miếng bợn luôn á. Ăn này là ha, khỏi sợ bị nó bị nhám. Cắt rồi. Đậy không ta? Đậy chứ. Đem đi đây đó.
vậy thôi. Ôi mình để tiêu với xả nhìn hấp dẫn quá. Xong rồi. Cái nước mắm này mình tự nghĩ ra mình tự làm luôn á, hy vọng mà nó sẽ ngon. Gì hải cái gì? Hy vọng là nó sẽ ngon. Hy vọng nha. Giờ tỏi khó không được mày, khá là kem nha. Bây giờ mình tự chế biến muốn lạ lạ. Ê, người ta làm ốc ốc bu gắt bếp, bây giờ mình làm ốc quắn gắt bếp thử coi nó làm sao ấy. Ôi, ốc thịt đâu. Mang ốc này lên bờ là nó chín ma. Mắt chịu nha, một lá khô thật hết. Một lá khô. À, nó không có khô đâu, nó chết nó ra nước là kiểu như ốc nó ra nước không. Là nó không còn gì luôn. Thơm quá mọi người ơi. Ui trời trời trời. Ít ớt rồi. Ồ, thơm quá ta. Bây giờ mình sẽ vớt ra dĩa để mình mấy chị em mình chuẩn bị ăn thôi nha. Cái này ốc quắn xào chua ngọt. Cái màu là chống mồm nghe ghê. Hiểu rồi nha, mình ngọt được dữ rồi. Đâu có đâu, vậy vậy là sạch rồi. Tại để tiêu quá mà tiêu nó ra. Tiêu chỉ để chút xíu mà. Có ơi, chị để một đống ra cho mình lấy nồi tiêu không? Chị để thêm vô. Nó nhìn hấp dẫn quá. Đây, cái dĩa này thì mình để giỏ. Ôi trời. Dạ quý ông bà cô chú ơi, thì hôm nay Hằng có đi bắt một ít ốc quắn cả nhà về mình luộc nha. Thì chấm với cái chén nước mắm này mình tự chế biến là cả nhà hy vọng nó sẽ ngon nha. Hằng cũng xin mời quý ông bà cô chú cùng ăn với mình nha. Ốc hôm nay mình bắt toàn con bưởi không à. Tưởng đâu là không có ốc ăn rồi đó mọi người. Nhưng mà nó nóng quá. Mấy cái con bưởi này nè nó có con à. Đây nha. Nóng quá mọi người ơi. Ơi cái con nó nhỏ này mình chắc mình ăn được mà. Không mặn nó nhám lắm. Không không có bị nhám chị gờ thấy nó mềm luôn á. Ăn thử coi. Ngon hãy ơi. Ngon nha mọi người. Hợp là hợp với khẩu vị của mình thôi. Biết có hợp với khẩu vị của con Hải không? Nóng quá. Chín quá nè Hải, chín quá không có. Con này nó chín quá nó mất tiêu luôn rồi. Tiêu đâu nó còn trong á. Thôi gấp. Vậy mọi người. Đây nè. Người ta còn gõ gàng với nó hết. Nhưng mà khó. Đây nó sạch bon luôn nè, thấy không? Trắng tươi luôn nè, không có miếng đất luôn á. Tại mình bắt trên cây á. Mà mọi người ơi, cỡ này cái gì nó cũng hiếm hết trơn mọi người. Ốc quắn mà hồi đó ra đồng thôi là hao hao đi về, bây giờ không có nữa. Hiếm lắm luôn. Tại vì nhiều người cào bán quá. Chứ lại trước đó người ta đang dịch. Dịch nhiều lắm nha mọi người. Ngon ngon rồi nha. Thì thích ăn mấy cái con nhỏ nhỏ, tại vì mấy con nhỏ ít thịt thiệt, nhưng mà nó cái nó không có con, nó không có bị nhám. Chín quá nó bị mất tiêu luôn. Tiêu nè mà mất tiêu. Hà, hai con này nha, một chút xíu chị để cho Hải lột này nha. Nó rõ ràng mọi người. Nữa. Mọi người trên trong rõ ràng là còn nha. Mà chị tôi nói là chị mình nó không còn là không còn. Cải. Cải. Đây, mình sẽ làm xiên que nha, xiên que ốc nha. Nóng quá. Trời ơi, nó trắng phiếu luôn. Mấy con ốc nhỏ nhỏ này cả nhà thấy không? Ốc có con lắm. Ăn nó ngon, nó không có bị nhám. Ôi trời bùm bùm bùm. Mà lem chảy nước miếng rồi. Hãy chảy nước miếng rồi. Không có đâu he, không có đâu.
quăng thì mình ăn không hết á, mình hụi mình xào sả ớt ăn cũng ngon lắm á cả nhà. Còn mấy mình phượi mình nấu ăn chua cho nó lạ. Chắc hấp nước không quá. Không hay mà ốc mình lãi ra mình nấu nước hay là gì, nó chín tới đâu chín cho nó không bị mất. Sao? Ốc quá. Cũng mất rồi đó, em thấy nó cũng đói cho đâu mắt đâu. Thôi nhưng mà ăn thấy ngon là được rồi. Ôi con này bự nhưng mà nó không có trứng. Đúng là người ta gọi, tại sao gọi là ốc quắn hết cả nhà, tại vì nó quắn. Cái lúc nó quắn. Ừ. Chốt chưa? Tại vì cái chén nước chấm chứ chị làm ngon quá không à. Dạ quý mật cô chú ơi, thì video của Hằng đến đây cũng xin tạm khép lại nha. Nếu cả nhà thấy video của mình hay thì cho mình một like và đăng ký kênh nha. Tạm biệt cả nhà, trong dịp tạm biệt.